Nên chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Và xin trân trọng giới thiệu quý vị là bây giờ là 6 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2019. Và thì tôi trân trọng giới thiệu với quý vị là chúng tôi đang hoàn thiện một chiếc sập gỗ và có kích thước là 1m62. Và thông số của chiếc sập như sau: chân là 22 và dạ tiền là 10 phân, dạ đốc 8 phân và gỗ khuôn tranh là 8 phân và mặt là 2 lá và mặt dày là 1 phân 8. Và đây chiếc sập này là chúng tôi đang hoàn thiện cho một vị khách hàng là anh Hồng ở Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây. Và anh đã lên ký duyệt chiếc sập này ngày hôm trước rồi. Và hôm nay chúng tôi đang bắt đầu hoàn thiện để cứ giờ này chiều ngày kia là anh phải bàn giao cho anh chiếc sập này tại nhà anh, đó là ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây. Và anh Hồng, và chiếc sập này là chủ sở hữu chiếc sập này là anh Hồng, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây. Đây, tôi quay gần một tí để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng chiếc sập của anh Hồng Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây đấy nhá. Và chiếc sập này là chân tôi chạm rất là chi tiết, rất là đẹp. Hay gọi là đục, gọi là đục ngũ phúc cài nho. Và rất là đẹp, rất là bồng bềnh. Và ai có nhu cầu sở hữu một chiếc sập như anh Quang ở Ba Vì, Hà Tây này thì sẽ xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Có số điện thoại là 0987506 nha. Và cơ sở nơi nào ở tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Phú Thọ. Và sẵn sàng phục vụ quý khách 24/24. Rất là chi là đẹp. Và đây người đang trả dám là như là cái bột nó ra như là nhìn nó không được rõ vân gỗ lắm. Và trong đó tôi còn rất nhiều các loại đồ như là lộc bình này, trường kể này. Còn có cả đồng hồ, đó là đồng hồ cây, gọi là có cô tiên và loại không có cô tiên là có tất nhé. Ai có nhu cầu dùng bất cứ đồ gỗ gọi là trang trí nội thất bằng đồ gỗ trong nhà và chúng tôi đều có ghế tần và hương đá. Đây là vâng, giới thiệu với quý vị là cái xưởng của tôi nó có chiều dài là 50m và từ đằng kia lại vút đằng cái xó đằng kia là 50m nhá. Nhân tiện với dưới kích thước luôn, đây là 50m chiều dài. Vâng, đây là chiều sâu của cái phòng phun sơn, chiều sâu của phòng phun sơn nhá. Đây là khu quánh trà nhám mà trải dài suốt theo cái vệt này là hơn 50m. Và tới đằng kia là tới đằng này là trường xã này. Này, trường xã chúng tôi nằm ngoài này. Trường xã tôi nằm hút ra đằng ngoài kìa, hút ra ngoài đây. Út ở trong này, bát ngát xa đưa luôn. Và chiều sâu này là 40m này là tới tường đất anh kia. Đấy là cái khu này là khu sản xuất này.
khu sản xuất pha chế lắp ráp này. Và bây giờ thì là nó là 6 giờ rưỡi đó. Rồi, các thợ mộc làm thô thôi là đã về ở xa, là ở xã bên rồi đã về rồi. Tôi chỉ còn một cái đội trà nhám ở gần nhà thì là làm đến lát nữa thì mới về. Đấy, tổng trưởng tôi đây. Đứng từ đằng này chưa phải cuối đâu nhá. Tôi đang đứng giữa đây. Quay ra đằng kia đây. Đấy, rồi. Quay lại mé đang trưởng xẻ này đây. Đấy. Quý vị thấy chưa? Rất chi là rộng. Và quay vào trong này là khu sản xuất kia, máy đục CNC kìa, máy đục CNC này đang nghỉ. Đó. Đây có cả ghế hoàng gia đây. Và thì quý vị nào mà có nhu cầu dùng đồ gỗ nhé, và thì cứ liên hệ với số điện thoại 0987 50 8 06 nhé. Đồ gỗ Tùng Tám xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này nhé. Và đây lại một vị khách hàng nữa đang đến để đặt đồ. Vâng, xin chào cô Thủy nhá. Vẫn khỏe chứ? Đồ sắp được rồi đấy, đồ đang sắp được rồi đấy, xong rồi chuẩn bị lấy nhá.